nước này. Nước. Ôi ôi, cá lóc, cá lóc. Trung gian nè. Có cá bằng đêm nó lấp vào đây nè, đi tầm thử rồi láng láng có lặn vào đây nè, nó lấp nó kiếm đường, con cá nó có cái tính linh nè, nó biết chỗ nào có nước nó lấp rồi đó. Nó lấp lăn lứt có cái dấu ếch nữa, dấu chân ếch nữa nè. Ôi phải đặt vào đây, ở đây dính hết nè. Đây lại tới đây có vũng nước đục đục mà. Cái dấu trường hết. Lại tới đây có vũng nước đục mà đi rồi. Rồi đây con kìa. Cá lóc nè. Cá lóc ở đây nè, lóc hết nổi. Giờ mình cầm ở đây mình bắt. Được con rồi đó. Quá trời lắm luôn. Nó ơi Dũng hát ôn trời. Cái Dũng nước là có lá mà nó lóc đi trước rồi. Quá trời luôn. Nó không có vô đâu. Cùng hát cùng thôi. Cho lên. Bớt vào đây hả? Rồi, cho cái dũng nước nè. Dũng nước đục ngư chân nè. Chắc nó dồn xuống đây nè. Cá chạch. Lóc xuống rồi. Luôn cá chạch. Đây nè, cá gô. Cá gô nè. Vậy là nó dồn xuống đây nè. Có con cá chạch nè, không bắt cá chạch. Cá gô nè. Bỏ vô đây luôn. Cũng dũng nước này. Nước. Ôi ôi, cá lóc, cá lóc. Trung gian nè. Không có bự không? Một con. Hai cái gô. Con gô quá sạch. Lóc. Lóc. Ui, con dép bắt không được, xuống dưới mới được. Xuống dưới luôn. Chơi luôn. Đứng trên khó bắt quá. Cái gồ. Cá lóc nữa.
4 con lóc rồi đó. Cái rô này cái rô nữa, cua chút. Hết rồi. Hết rồi các bạn ơi. 4 con lóc rồi. 4 con lóc đi nằm sao không cơ rồi. Mình chốt lại. Rồi hết. Quá thế. Cái này mình tình cờ thôi nha các bạn, mình đi dỡ gặp ếch chứ không phải mình đi bắt cá, nhưng mà tại mình gặp cái chỗ này có cá mình bắt. Cái này trình lên mình được thôi, bắt được mới cái rô với cá sặc 4-5 cá lóc. Rồi mình tiếp tục đi vô là bếp. Bị cá chốt đầm chứ không. Cá chốt đầm. Rồi, rồi mình tiếp. Rồi mình đi vô là bếp. Cái hầm này có cá lắm nè, được bực nước luôn nè. Không có cá, chạy lên chân á. Không có cá nè. Hôm nay cũng ít người ta thiệt. Có cá nó còn, nhưng chỗ này có cá nè. Cá chạy ra, đục nước chân đó, 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 đó. Chạy dần sống rồi. Ôi trời đó, nó chạy quá trời luôn. Ôi trời, cái hầm này có cá nè.
Đúng rồi, mình xét cái tài luôn.